Vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh tin tức 24h TV. Chúc quý vị và các bạn sẽ có thật nhiều sức khỏe và những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng tôi. Đến với chương trình ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin tức nóng nhất có trong ngày. Kính thưa quý vị, trong bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24h hôm nay, mời quý vị đến với những tin chính sau đây. Tin nóng bắt khẩn cấp đối tượng đánh tử vong nữ công nhân môi trường trong đêm ở Hà Nội cứu kịp thời 4 người kẹt trong đám cháy ở thành phố Hồ Chí Minh. Giám đốc chi nhánh ngân hàng ở thành phố Hồ Chí Minh bị trộm gần 1 tỷ tại nhà riêng. Đề nghị truy tố đường dây cho vay nặng lãi, điều hành 7 hiệu cầm đồ, hút hàng chục tỷ đồng trong 3 năm tại Hải Dương. Nguyên lãnh đạo quận Hà Đông, thành phố Hà Nội bị điều tra để cao ốc 32 tầng của Chủ tịch Mương Thanh mọc chui. Tiếp viên hàng không bị tài xế Mercedes gây thương tích vẫn chưa được bồi thường. Sau đây mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Mở đầu là tin nóng, bắt khẩn cấp đối tượng đánh tử vong nữ công nhân môi trường trong đêm ở Hà Nội. Thưa quý vị, sáng ngày 5 tháng 4, công an quận Cầu Giấy Hà Nội cho biết đơn vị vừa bắt giữ đối tượng đánh tử vong một nữ công nhân môi trường trên địa bàn. Đối tượng gây án có biểu hiện thần kinh không bình thường. Trước đó, vào khoảng đêm ngày 4 tháng 4, Công an Phường Dịch Vọng nhận tin báo tại khu vực gần số nhà 302, phố cầu giấy Phường Dịch Vọng, xảy ra một vụ án mạng. Đối tượng gây án là một nam thanh niên, còn nạn nhân là nữ công nhân vệ sinh môi trường. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an Phường Dịch Vọng đã báo cáo Ban Chỉ huy Công an quận sự việc, đồng thời triển khai ngay lực lượng ra hiện trường truy xét đối tượng gây án, đồng thời khám nghiệm điều tra vụ việc đội cảnh sát hình sự công an quận cầu giấy đã tăng cường hỗ trợ công an phường dịch vọng sau ít phút điều tra xác minh công an quận cầu giấy bắt giữ một nam thanh niên được xác định là hung thủ gây ra vụ việc này quá trình điều tra bước đầu đội cảnh sát hình sự công an quận cầu giấy xác định đối tượng sử dụng gạch đập nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn bộc phát Thông tin với phóng viên, chỉ huy công an quận cầu giấy cho biết, đối tượng gây án có biểu hiện thần kinh không bình thường, vụ việc đang được công an quận cầu giấy xử lý. Tin tiếp theo, cứu kịp thời 4 người kẹt trong đám cháy ở thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, không giờ 15 phút ngày 5 tháng 4, căn nhà trên đường số 7 phường Tân Tạo A, quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh bốc cháy ngùn ngụt, ngụt. Một số người phát hiện vụ việc liền hô hoán, dùng vật dụng chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng bất thành. Lúc này đây, bốn người kẹt bên trong căn nhà la hét kêu cứu. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Bình Tân huy động khoảng 5 xe cứu hỏa tiếp cận hiện trường dập lửa, đưa bốn người kẹt bên trong thoát ra ngoài an toàn. Tôi nghe các nạn nhân la hét kêu cứu từ bên trong căn nhà nhưng không ai tiếp cận được, cũng may cảnh sát có mặt kịp thời, một nhân chứng nói. Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng khiến nhiều tài sản trong căn nhà bị thiêu dụi. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được cảnh sát xác định do chập điện. Chuyển sang tin tức tiếp theo thưa quý vị, giám đốc chi nhánh ngân hàng ở thành phố Hồ Chí Minh bị trộm gần 1 tỷ đồng tại nhà riêng. Công an quận 11 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ Bùi Ngọc Kính, sinh năm 1985 và ba đối tượng liên quan để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra, 2 giờ ngày 28 tháng 3, ông T. Quy Đê, sinh năm 1979, ngụ quận 11, giám đốc chi nhánh một ngân hàng ở thành phố Hồ Chí Minh đang ngủ, bỗng giật mình khi nghe thấy nhà riêng bị kẻ gian đột nhập. Ông đề kiểm tra thì thấy nhiều trang sức, hát, máy tính trị giá gần 1 tỷ đồng bị lấy mất. Nhận được tin báo, công an quận 11 có mặt khám nghiệm hiện trường, trích hình ảnh từ camera để điều tra. Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an bắt giữ được một đối tượng trong băng trộm. Từ lời khai của đối tượng này, ngày 2 tháng 4, công an bắt giữ tên cầm đầu và đồng bọn. Chuyển sang tin tiếp theo, đề nghị truy tố đường dây cho vay nặng lãi điều hành 7 hiệu cầm đồ, hút hàng chục tỷ đồng trong 3 năm tại Hải Dương. Thưa quý vị, Công an huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân đề nghị truy tố nhóm người trong đường dây cho vay nặng lãi, thu lợi bất chính 24 tỷ đồng. Nhóm người bị đề nghị truy tố về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự gồm Lê Công Hành, sinh năm 1991, Lê Văn Hà, sinh năm 1982, em của Hành, Tiêu Văn Ngọc, sinh năm 1995, Lê Văn Vĩnh, sinh năm 1977, Hoàng Văn Hành, sinh năm 1986, Hoàng Mạnh Tiến, sinh năm 1992, Nguyễn Tuấn Dũng, sinh năm 1992, Tiêu Văn Hưng, sinh năm 1989, Lê Văn Đông, sinh năm 1986, Vũ Thanh Tùng, sinh năm 1998, cùng ngụ xã Cẩm Chế, Phan Công Quý, sinh năm 1982, xã Thanh Lang, Nguyễn Công Quỳnh, sinh năm 1992, xã Tân Việt, Tạ Văn Thắng, sinh năm 1987, xã Bình Dân, huyện Thanh Hà, Vũ Ngọc Tuấn, sinh năm 1982, quê Nam Định, Phí Ngọc Quang, sinh năm 1998, quê Hải Phòng. Theo kết luận điều tra, Lê Công Hành là đối tượng có nhiều tiền sự. Sau khi từ Nga trở về nước, Hành câu kết với các đối tượng hình sự trên địa bàn, hùn vốn, mở dịch vụ cầm đồ và tiến hành các hoạt động cho vay tín dụng đen. Ngày 25 tháng 10 năm 2019, một nam thanh niên sinh năm 1990 do không có tiền trả nợ nên đã bị các đối tượng dùng hung khí đánh gây tổn hại 9% sức khỏe. Sau khi vụ việc xảy ra, công an huyện Thanh Hà vào cuộc triệu tập các đối tượng liên quan đến làm việc nhưng không có kết quả. Nghi vấn các đối tượng đã thống nhất lời khai rồi cho một người đứng ra nhận tội cho đồng phạm. Ngày 17 tháng 6 năm 2020, công an tỉnh Hải Dương phối hợp công an huyện Thanh Hà kiểm tra 7 cơ sở cầm đồ hỗ trợ tài chính trên địa bàn huyện Thanh Hà do hành làm chủ. Quá trình kiểm tra xác định cơ sở này có dấu hiệu của hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Do vậy, cơ quan công an đưa tất cả các đối tượng về trụ sở lấy lời khai tại cơ quan điều tra hay khai để quản lý các quán trên, hành mua bản quyền sử dụng phần mềm quản lý trên website ag.mecas với các tài khoản khác nhau. Theo các chứng cứ mà cơ quan công an thu thập được cho thấy, 7 quán cầm đồ hỗ trợ tài chính do Hanh làm chủ đã thực hiện 3.783 hợp đồng cho vay với giá trị hơn 58 tỷ đồng, tiền lãi đã thu về hơn 24 tỷ đồng. Các hợp đồng được Hanh cho vay đều dưới hình thức tín chấp, với lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng một triệu một ngày, từ đường lãi suất 109,5% đến 182,5% một năm. Chỉ một số trường hợp thân quen, Hanh mới cho vay với lãi suất dưới 3.000 đồng một triệu một ngày, thời gian đóng lãi một tháng một lần. Khi khách đến vay tiền, nếu tài khoản vay dưới 20 triệu thì nhân viên tự quyết định việc cho khách vay. Trường hợp khách vay số tiền từ 20 triệu đồng trở lên thì nhân viên phải gọi điện thông báo cho Hanh biết để ông chủ quyết định việc cho vay và lãi suất. Người vay tiền khi đến làm thủ tục sẽ được nhân viên của hành phát cho một giấy biên nhận, sau đó tự điền đầy đủ các thông tin rồi ký tên điểm chỉ vào phần người vay theo sự hướng dẫn của nhân viên của quán. Ngoài ra những người vay tiền còn phải để lại các giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe. Sau khi giao tiền cho khách, nhân viên sẽ nhập thông tin vào phần mềm cài trong máy tính của quán hoặc ghi vào giấy để cuối ngày mang về đưa cho hành hoặc hà nhập vào tài khoản trên phần mềm ag.mecas để theo dõi quản lý. Đến kỳ đóng lãi, người vay sẽ đến quán đưa tiền lãi trực tiếp cho nhân viên. Mỗi trường hợp đóng lãi hoặc thanh toán tiền gốc đều được cập nhật thông tin và tài khoản quản lý của quán trên phần mềm AG Mekas. Người nào chậm trả thì nhân viên của các quán sẽ gọi điện nhắc hoặc trực tiếp đến nhà người vay để thu tiền. Cơ quan điều tra xác định hành vi phạm tội của Hanh và đồng phạm là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của nhà nước, cụ thể trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ đã được pháp luật bảo vệ. Hành vi của các bị can còn mang tính chất bóc lột, làm cho người vay tiền lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Chuyển sang tin tiếp theo, nguyên lãnh đạo quận Hà Đông, thành phố Hà Nội bị điều tra vì để cao ốc 32 tầng của Chủ tịch Mường Thanh mọc chui. Thưa quý vị, theo kết luận điều tra vụ án lừa dối khách hàng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội. Chủ tịch tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản đã bán 520 căn hộ được xây ngoài quy hoạch, không được cấp sổ đỏ, thu lời bất chính hơn 534 tỷ, gây thiệt hại cho người mua nhà hơn 56 tỷ đồng. Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác minh tại Ủy ban nhân dân phường Kiến Hưng, quận Hà Đông và thanh tra xây dựng quận Hà Đông, nay là đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hà Đông qua đó xác định không có bất cứ tài liệu, hồ sơ kiểm tra, đề xuất biện pháp xử lý đối với công trình dự án CT6 Kiến Hưng của ông Lê Thanh Thản. Cơ quan điều tra cho rằng để xảy ra vi phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng, trách nhiệm trực tiếp thuộc về Ủy ban nhân dân phường Kiến Hưng, trật tự xây dựng quận Hà Đông và Ủy ban nhân dân quận Hà Đông. Cụ thể là các bị can đã bị khởi tố gồm Nguyễn Duy Uyển và Bùi Văn Bằng, hai cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Kiến Hưng, Đỗ Văn Hưng, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Kiến Hưng mai quang bài cựu cán bộ trật tự xây dựng quận hà đông phụ trách địa bàn phường kiến hưng vương đăng quân cựu phó tránh trật tự xây dựng quận hà đông phụ trách phường kiến hưng bà nguyễn văn năm cựu tránh trật tự xây dựng quận hà đông Đối với ông Lê Cường, nguyên Bí thư Quận ủy, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hà Đông phụ trách quản lý đô thị và ông Phạm Khắc Tuấn, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hà Đông, cơ quan điều tra nhận thấy, quá trình chỉ đạo điều hành, ông Cường và ông Tuấn có nhiều văn bản chỉ đạo trật tự xây dựng quận Hà Đông và Ủy ban nhân dân các phường thuộc quận Hà Đông tổ chức kiểm tra, phát hiện vi phạm trật tự xây dựng tại tất cả các công trình xây dựng trên địa bàn quận Hà Đông, nhưng không có công trình dự án CT6 Kiến Hưng. Ông Cường đã ký văn bản gửi Sở Xây dựng với nội dung đề nghị Sở Xây dựng chỉ đạo thanh tra Sở Xây dựng hỗ trợ kiểm tra công trình CT6 Kiến Hưng đang thi công nhưng không kiểm tra đôn đốc, không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ của mình, bỏ mặc hậu quả xảy ra. Từ đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội quyết định tách tài liệu liên quan đến trách nhiệm của ông Lê Cường và ông Phạm Khắc Tuấn để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý sau. Ngoài ra, cơ quan điều tra kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội kiểm tra việc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã cấp 934 sổ đỏ cho các căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng và xử lý vi phạm theo quy định pháp luật. Chuyển sang tin tiếp theo, tiếp viên hàng không bị tài xế Mercedes gây thương tích vẫn chưa được bồi thường. Theo dự kiến ngày 9 tháng 4 tới, tòa nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ đối với bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong 32 tuổi, ngụ quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Phong là người lái xe Mercedes gây ra vụ việc dạng sáng ngày 30 tháng 1 năm 2020 ở đường Hồng Hà, quận Phú Nhuận, khiến người chạy Grab là ông Lê Mạnh Thường, 64 tuổi, ngụ quận 12 tử vong. Nữ tiếp viên hàng không Nguyễn Thị Bích Hương, 30 tuổi, ngồi sau xe nạn nhân trường, bị thương tật vĩnh viễn 79% vượt qua nỗi ám ảnh. Trong căn nhà rộng 70m2, chị Nguyễn Thị Bích Hương nữ tiếp viên hàng không bị tài xế Mercedes tông, đi từng bước khó nhọc, chân trái của chị vẫn còn hẳn những vết sẹo sau các ca mổ. Chị cho biết, hiện tại mình có thể tự đi lại được, không phải chống nặng như trước, nhưng các bước đi bị chấm phẩy và bàn chân trái bị lệch. Việc đi lại rất hạn chế vì nếu đi lại nhiều, chỗ xương chậu, đầu gối và hai bàn chân bị đau nhức hiện tại nữ tiếp viên hàng không sống cùng mẹ ruột và con trai 2 tuổi việc chăm sóc con trai đều nhờ vào mẹ chị hường cho biết phía cơ quan chỗ chị làm việc trước đây vẫn sắp xếp công việc ở mặt đất cho chị nhưng hiện tại sức khỏe tôi chưa ổn định lương tôi nếu ngồi lâu bị đau nếu sau này sức khỏe ổn định tôi sẽ nghĩ đến việc đi làm lại còn bây giờ tôi chỉ bán hàng online rồi chăm sóc con trai nhỏ ở nhà chị nói Chị Hương lặng đi một lúc lâu khi nhớ lại khoảng thời gian khủng khiếp sau vụ va chạm khiến cuộc sống của chị bị đảo lộn, trải qua những ca mổ đau đớn, mọi sinh hoạt đều nhờ mẹ và người giúp việc. Từ sau phiên tòa sơ thẩm, chị dần đối mặt và chấp nhận những biến cố xảy ra với mình. Chị Hương tâm sự, hiện tại tinh thần chị ổn định hơn trước. Nỗi ám ảnh về cái đêm xảy ra vụ việc đôi lúc xuất hiện ở chị. Có những đêm mình mơ thấy những cảnh khủng khiếp kia, bật dậy rồi sợ đến mức không dám ngủ nữa. Chị nhớ lại. Những lúc đó chị chỉ nghĩ về con trai, người thân, đó là động lực giúp chị cố gắng để sống tốt, dũng cảm đối mặt và vượt qua để nỗi đau ấy được nguôi ngoài. Phía bị cáo vẫn chưa bồi thường. Xét xử sơ thẩm ngày 16 tháng 12 năm 2020, tòa án nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt Phong 7 năm 6 tháng tù và buộc Phong bồi thường 1,4 tỷ cho chị Hương, gồm chi phí cứu chữa, tổn thất tinh thần, thiệt hại do chưa phục hồi sức khỏe. Đã gần 4 tháng sau phiên tòa sơ thẩm, đến nay chị Hương không nhận được bất kỳ lời thăm hỏi nào từ phía gia đình Phong hay việc thương lượng bồi thường. Tôi chỉ nhớ duy nhất một lần tôi nằm viện, mẹ của Phong đến bệnh viện để van xin gào khóc, mong cho con trai bà được giảm án về đuôi con nhỏ, lo cho gia đình, cũng không một lời hỏi thăm tôi và từ lúc đấy đến giờ họ chưa hề liên lạc. chỉ nói gì để chuyện bồi thường? Chị Hương bức xúc. Dự kiến ngày 9 tháng 4, tòa nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ xử phúc thẩm đối với bị cáo Phong. Chị Hương chỉ mong rằng hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xét đúng người đúng tội vì bản án sơ thẩm 7 năm 6 tháng tù là quá nhẹ cho hành vi của Phong. Bởi theo chị Hương, nỗi đau mất mát không phải của riêng chị mà còn có cả gia đình người chạy xe dịch vụ Grabby. Nhưng đến giờ, Phong vẫn không có động thái xin lỗi và bồi thường cho cả hai bị hại. Điều đáng nói bị cáo Phong trong lúc bị tạm giam đã chuyển nhượng căn nhà duy nhất của mình cho mẹ. Nữ tiếp viên hàng không cho rằng đây là hành vi tẩu tán tài sản của Phong nhằm né trách nhiệm bồi thường thiệt hại mong các phúc thẩm có thể tuyên vô hiệu hợp đồng chuyển nhượng căn nhà, có biện pháp kê biên tài sản của Phong để đảm bảo quá trình thi hành án. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của tin tức 24h TV. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều, mời quý vị hãy để lại trong phần bình luận video để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của tin tức 24 giờ.